Đây là tủ thạch anh tóc thiên nhiên. Tất cả những cái chuỗi này đàn là hàng VIP. Những cái viên này là thạch anh tóc vàng. Cỡ size của chuỗi này là 15 ly này, tóc vàng hơi bị đẹp luôn. Đấy, cái này mà dọi đèn vào thì nhiều sợi rutin ống ao ống ánh luôn này. Màu vàng này là chuỗi hàng VIP luôn này. Đấy, ngoài ra thì còn có những cái sợi khác thì sợi tóc rất là rõ ràng và trong như thế này. Đấy. Cái này mình đeo lên thì nguồn năng lượng nó lớn và cũng như ai mà hợp mệnh thì thạch anh tóc là một thạch anh tóc vàng là một cái lựa chọn vô cùng tối ưu. Ngoài thạch anh tóc vàng thì có thạch anh tóc đỏ này, nâu đỏ này, đấy, tông màu nó rất là tươi và hàng hoàn toàn tự nhiên, có đều có kiểm định chất lượng hết rồi, hàng trong VIP. Đây, nâu này, đỏ này, đây là đen này, hàng đen này, hàng đen là ngoài cái việc là kể cả đen. Đen như thế này, đen tối màu như thế này, nó vẫn có độ trong này. Đấy, đây là chuỗi nhỏ, size nhỏ 6 ly rưỡi 7 ly, có đủ size nhé mọi người ơi. Ngoài ra thì hàng trong này nó cũng sẽ có tóc rất là rõ ràng như thế này, để cho chúng ta thấy được cái chất lượng cao cấp của những viên thạch anh tóc này. Nó không giống như những cái dòng thấp, mà ví dụ như là một cái chuỗi thạch anh tóc mà chất lượng nó không được cao lắm thì thứ nhất là tóc ít này, tóc không đẹp này, thứ hai là chất lượng của cái nền thạch anh nó không được cao, không được trong, nó có màu đục và màu hơi nhìn nó không có cái độ xuyên qua. Đây là một cái ví dụ của chất lượng của cái thạch anh tóc không được, chất lượng không được cao bằng. Còn những viên thạch anh tóc cao thì thường nó sẽ trong đều hơn và sợi tóc của nó rõ ràng. Đây, hãy xin mời mọi người cùng tham khảo tại trang sức Em và Tôi, số 9 Hàng Chuối, 23 Hà Nội. Cảm ơn mọi người.